Chu Chỉ Nhược, Châu Hải My đụng độ dàn mỹ nhân Vi Bích, vẻ ngoài tuyệt sắc ngày nào có còn giữ vững. Chu Chỉ Nhược, Châu Hải My cùng Hương Giang Hoàng Thùy vừa tham gia một sự kiện thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 16 tháng 5, sau nữ nổi tiếng Hồng Kông Châu Hải My đã đến Việt Nam tham dự một sự kiện giải trí với sự góp mặt của nhiều người đẹp Vi Bích như Việt Trinh, Hương Giang Hoàng Thùy. Hơn 30 năm sự nghiệp diễn xuất, tên tuổi của Châu Hải My gắn liền với hình tượng thục nữ trong các bộ phim kinh điển của màn ảnh nhỏ Hồng Kông như Dương Gia Tướng, Ỷ Thiên Đồ Lâm Ký năm 1994, Mối Tình Nồng Thắm, Đại Náo Quảng Sương Long, Nghĩa Bức Dung Tình, Võ Mị Nương Truyền Kỳ. Lần này đến Việt Nam, cô vô cùng háo hức. Mỹ nhân Hồng Kông khoe vẻ đẹp không tuổi, dù đã bước qua ngưỡng U60. Tại sự kiện, Châu Hải My giao lưu, chụp ảnh cùng dàn mỹ nhân Vi Bích, Hoa hậu Hương Giang, Á hậu Hoàng Thùy cũng tự tin khoe nhan sắc nền nã, chẳng kém cạnh bất cứ khách mời nào. Châu Hải My đã bước sang tuổi 53, mỹ nhân Hồng Kông vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung. Cô được biết đến qua nhiều bộ phim kinh điển của màn ảnh nhỏ Hồng Kông như Dương Gia Tướng, Ỷ Thiên Đồ Lâm Ký năm 1994, Mối Tình Nồng Thắm, Đại Náo Quảng Sương Long, Nghĩa Bức Dung Tình. Sự kiện còn có sự góp mặt của Hoa hậu Hương Giang, mỹ nhân này chọn chiếc váy cắt xẻ khoe vai trần gợi cảm. Ngoài ra Á hậu Hoàng Thùy cũng xuất hiện. Sau thông tin cô được đại diện Việt Nam đến Miss Universe 2019, công việc của Hoàng Thùy hiện tại khá bận rộn. Người đẹp Việt Trinh cũng giữ được sự tươi trẻ sau nhiều năm hoạt động showbiz. Không chỉ bị cắt xô đột ngột, sự nghiệp lao đao, duyên với đàn ông của Cát Tường cũng đen chẳng kém. MC Cát Tường vừa bị cắt xô Bạn Muốn Hẹn Hò, lý do khiến nhiều người phải bất ngờ. Nhìn lại cuộc đời, đường tình duyên của đội MC, làm ai nấy cũng phải thương thay cho người phụ nữ hồng nhan bạc phận. Bị cắt xô đột ngột, gắn bó 6 năm với game show Bạn Muốn Hẹn Hò, MC Cát Tường bất ngờ bị ngừng xô, thay vào vị trí của Cát Tường là diễn viên Nam Thư. Sự thay đổi này khiến game show nhận phải làn sóng phản đối từ khán giả. Đặc biệt, những người yêu thích Cát Tường cảm thấy bị tổn thương sâu sắc khi thần tượng suốt 6 năm bị cắt vị trí này. Chia sẻ về lý do không còn tiếp tục dẫn dắt chương trình này, Cát Tường buồn bã. Nhiều người nói tôi đi chơi rồi về quay, nhưng tại người ta cắt của tôi, chứ tôi làm gì bỏ chương trình. Tôi làm Bạn Muốn Hẹn Hò đã 6 năm rồi, làm sao mà từ bỏ. Kinh tế của tôi khá lên, có thể cho con đi du học cũng nhờ chương trình này. Giờ đột ngột bị cắt tôi hụt hẫng, bị stress lắm. Cô nói thêm, Việt sẽ tìm một show mới tương tự để dẫn. Vì dù gì hiện tại cũng mất show rồi, cô cũng mong khán giả không bỏ mình. Người ta bỏ Tường rồi, quý vị khán giả đừng bỏ Tường nha. Game show này đã gắn với Cát Tường suốt 6 năm làm nghề. Theo như ban tổ chức chương trình, Cát Tường nghỉ show này để sang Mỹ thực hiện show khác có nội dung tương tự, nhưng Cát Tường đã lên tiếng phân bua. Show Hẹn Ăn Trưa tôi đã làm từ năm ngoái, nhưng bây giờ họ nói vì tôi đã làm chương trình khác nên họ mời người khác làm Bạn Muốn Hẹn Hò, Cát Tường nói. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho Cát Tường. Theo bà mẹ đơn thân chia sẻ, cô đã gắn bó với chương trình này từ lâu, vì vậy bị cắt show đột xuất khiến cô gặp không ít khó khăn. Cuộc sống của cô Cát quả đã từng trải qua không ít khó khăn, đau đớn, đặc biệt trong đường tình duyên, hôn nhân Cát Tường lận đận vô cùng. Cuộc hôn nhân chóng vánh bên người chồng phụ bạc. Cát Tường chia sẻ cô từng có cuộc hôn nhân chóng vánh với người chồng Việt Kiều, gặp gỡ và tiến tới hôn nhân quá nhanh, vì vậy cuộc hôn nhân ấy cũng không được bền lâu do sự đổi thay của người đàn ông của cô. Anh ấy là Việt Kiều, anh ấy thương chị. Thông báo có bầu rồi thì cưới liền luôn, hai đứa yêu nhau đắm đuối lắm. Nhưng khi có bầu rồi sinh con, chị trở nên xấu hơn. Lúc về đây chăm con, anh cũng cố gắng. Tuy nhiên đến lúc con chị được 1 tháng tuổi là chia tay, anh ấy đi luôn. Trong tình yêu là phải tình nguyện, không thể nào chịu đựng nhau được đâu. Cát Tường từng buồn bã chia sẻ về câu chuyện của mình trên sóng truyền hình. Cuộc hôn nhân thất bại, Cát Tường cho biết sự thất bại trong tình yêu của cô khiến cô thành mẹ không tốt. Con gái Cát Tường không nhận được tình yêu thương từ mẹ nhiều vì quẩn quanh chạy show, Cát Tường gửi gắm con hoàn toàn cho bà ngoại. Con gái cô không muốn mẹ tái hôn, cũng không muốn mẹ sinh thêm em, thậm chí sẽ không bao giờ chấp nhận gọi đứa trẻ khác là em. Điều này càng khiến Cát Tường day dứt hơn vì biết con gái thiếu thốn tình cảm đến mức không muốn chia sẻ mẹ cho bất kỳ ai. Chia tay người yêu kém 13 tuổi trong thầm lặng. Cũng trong một show, Cát Tường tham gia vào năm 2015, cô công khai hẹn hò với người mẫu kém 13 tuổi, Minh Thành. Ngỡ tưởng hạnh phúc muộn của Cát Tường sẽ được bền lâu, thế nhưng chỉ một thời gian sau Cát Tường xác nhận chia tay.
Nói về mối quan hệ này, Cát Tường cho biết hai người có thời gian hẹn hò, gặp gỡ và kết hợp ăn ý trong các chương trình truyền hình. Mối quan hệ này thực ra cũng chỉ dừng ở mức tìm hiểu, chứ chưa có sâu sắc để tiến xa hơn. Mới khóc trên livestream vì mất vị trí MC, Cát Tường đã sang Na Uy du lịch, Lê Phương nói một câu thấm thía. Ra mắt lần đầu năm 2013, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã tạo một làn sóng quan tâm tới đông đảo khán giả truyền hình, một game show dành riêng cho những người độc thân được lên sóng. Trải qua suốt 6 năm, chương trình đã xây duyên cho gần 500 cặp đôi. Đồng hành xuyên suốt cùng chương trình là bộ đôi quen thuộc Quyền Linh, Cát Tường. Cả hai được yêu mến bởi lối dẫn duyên dáng và chân thành. Nhiều người hâm mộ còn ưu ái gọi Cát Tường là bà mối quốc dân. Thế nhưng trong tập Bạn Muốn Hẹn Hò mới được phát sóng, vị trí MC nữ là Cát Tường đã bị thay đổi cho Nam Thư. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ vì điều này. Bởi sau 6 năm gắn bó, hình ảnh Cát Tường được cho là thương hiệu của chương trình. Cát Tường đã quen thuộc với chương trình 6 năm, Nam Thư thay thế dẫn Bạn Muốn Hẹn Hò bị chơi tơi bời. Tối 16 tháng 5, trong lúc livestream giao lưu với người hâm mộ, Cát Tường cho biết khi chia tay chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cô mất đi nguồn thu nhập lớn và phải tìm cách buôn bán, tính chuyện đi hát trở lại. Cô nói, mọi người ơi, Tường không có bỏ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mà là người ta cắt hợp đồng của Tường. Người ta bỏ Tường rồi nên mọi người đừng bỏ Tường nữa. Mấy hôm nay Tường buồn nên Tường đi cầu nguyện khắp mọi nơi. Mọi người nghĩ đi, một chương trình 6 năm tại sao Tường nghĩ được? Nhưng mà Tường không buồn nữa đâu, vì thấy mọi người yêu mến ủng hộ Tường. Mất chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là mình mất đi số tiền ổn định mấy năm nay, mình đang bị chơi với. Nhiều người nói Tường bỏ chương trình đi chơi, nhưng thực sự vì người ta cắt mình mới đi, chứ làm gì có chuyện mình bỏ chương trình. Bây giờ người ta đã thay rồi, mình có nói gì cũng chẳng thay đổi được nữa. Cát Tường vừa chia sẻ vừa rưng rưng nước mắt. Chưa rõ lý do ekip gắn bó suốt 6 năm quyết định thay đổi người dẫn chương trình, nhưng hình ảnh Cát Tường nghẹn ngào nước mắt, chia sẻ nỗi buồn khi phải rời khỏi game show đã đưa mình đến gần hơn với khán giả khiến nhiều người fan xót xa. Cát Tường khóc khi chia sẻ về chuyện không còn dẫn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Sau khi chia sẻ trên livestream, Cát Tường dường như đã lấy lại tinh thần và tiếp tục công việc trong chuyến đi Pháp. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên diễn viên Trung Dũng và một số bạn bè ở Na Uy. Họ cùng nhau tổ chức tiệc ngoài trời nóng nướng, chuẩn bị các món ăn. Phía dưới phần bình luận, diễn viên Lê Thương để lại comment khiến nhiều fan ngưỡng mộ. Chị đi chơi vui nhen, chuyện gì cũng có nhân duyên của nó, rồi chị sẽ gặp điều mới tốt đẹp hơn. Cát Tường chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ chân thành động viên đàn chị. Nữ MC từng giành giải Mai Vàng vui vẻ đăng ảnh chụp cùng Trung Dũng tại Pháp. Cát Tường dường như đã lấy lại được tinh thần. Cát Tường và bạn bè tổ chức tiệc ngoài trời vui vẻ. Đồng nghiệp tiết lộ Bảo Anh hẹn hò với Quốc Trường về nhà đi con, bằng chứng rành rành khó chối. Quốc Trường thường xuyên dành nhiều lời khen nhiệt tình cho Bảo Anh. Quốc Trường sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, bén duyên nghệ thuật từ 7 năm trước. Nam diễn viên chỉ tập trung cho diễn xuất và kinh doanh riêng, ít tham gia các sự kiện hay show truyền hình. Quốc Trường được mệnh danh là anh chàng đào hoa trong showbiz, có nhiều cô gái theo đuổi. Cũng có lẽ nhờ khuôn mặt điển trai lãng tử, ngoại hình sáng láng, nên nam diễn viên được tin tưởng giao cho những vai công tử kẻ sở khanh. Gần đây nhất, anh nổi bật với vai diễn chàng Kim Vũ đa tình trong Về Nhà Đi Con, làm mưa gió trên VTV1. Cách đây vài tháng, Quốc Trường từng dính tin đồn hẹn hò với Bảo Anh. Nguồn cơn bắt nguồn từ việc Cát Phượng để lại lời nhắn nhủ trong một bài đăng của Bảo Anh trên trang cá nhân. Dưới phần bình luận, nữ diễn viên Cát Phượng để lại lời nhắn nhủ. Có một người đang rất yêu và chờ đấy cô gái ạ. Sau đó tắt thêm Quốc Trường, ngay lập tức anh cũng hẹn hò ăn uống. Nhưng Cát Phượng đã sắp xếp đợi Bảo Anh về nhé. Trùng thời điểm Bảo Anh đã chia tay với nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu, càng khiến tin đồn được quan tâm. Tuy nhiên sau đó Bảo Anh dính scandal liên quan đến chuyện làm người thứ ba, nên thông tin đó rơi vào quên lãng. Sau đó nhiều khán giả đã soi ra các đoạn hội thoại gần đây của cặp đôi này trên mạng xã hội. Có thể nói cả hai thường comment qua lại với nhau và Quốc Trường dành rất nhiều lời khen cho nhan sắc của Bảo Anh. Mỗi khi thấy cô đăng tải ảnh mới, Quốc Trường còn công khai nói Bảo Anh đã hack tên mình. Quốc Trường nói ẩn ý với Bảo Anh không ai ngó ngàng gì mình, nam diễn viên đã bị giọng ca Ai Khóc Nỗi Đau Này đúng gục. Bảo Anh và Quốc Trường từng chụp ảnh thân thiết, hiện tại cả hai người trong cuộc đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin hẹn hò có thật hay không. Trước kia Quốc Trường cũng từng dính nghi vấn hẹn hò với Lê Phương sau khi cô chia tay chồng cũ Quách Ngọc Ngoan.
cả hai còn tình tứ khi tham gia các chương trình giải trí. Sau loạt tin đồn, Quốc Trường đã lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết, mối quan hệ với Lê Phương chỉ là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, hành động thả thính nhiệt tình với Bảo Anh khiến khán giả không khỏi đặt nghi vấn. Quốc Trường rất điển trai, người hâm mộ hy vọng nam diễn viên sẽ nên đôi cùng Bảo Anh.